buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham Dạ mô Phật. Bạch thầy, cho con xin hỏi thầy một câu hỏi là làm sao để mình có thể quên đi một người mà mình từng thương trong quá khứ? Ngày đó làm con vui hay khổ mà con muốn quên? Dạ vui có mà khổ cũng có. Dạ con muốn quên cái khổ hay cái vui? Con muốn quên hết. Quên cái khổ thì nghe có lý, chứ vui thì... Nhưng mà thường thì cái khổ nó được đến từ cái vui, phải không? Chắc là vui quá cho nên mới nhớ tới mà tiếc nối thành khổ đau. Không có ai mà nhớ đến cái thứ gì nó làm cho mình khổ hết á. Chẳng qua... nó có cái giá trị gì trong đó khiến cho mình níu kéo không được, thành ra mình tiếc nuối và khổ đau. Dù là ai đó sỉ nhục vào sĩ diện của mình, nó không có gì vui hết. Nhưng mà tại sao mình vẫn không quên được? Là bởi vì mình có cái tôi sĩ diện ngọt ngào và mình muốn lấy lại cái vẻ mặt sĩ diện xưa nay, cho nên mình không thể quên được. Bây giờ nếu như mình tiếc nối quá khứ, mình còn ôm ấp và nuôi dưỡng nó ở trong lòng á. Dạ con nói thế này lầu hai nghe rõ không dạ? Dạ. Bởi vì có nhiều người nhắn tin là lầu hai nghe không được. Dạ. Nếu ôm ấp cái quá khứ trong lòng khiến cho mình đau khổ, thì có cái gì đó nó sai sai rồi. Ngộ Phương kể cho bạn nghe câu chuyện này nhé. Có một người vợ nọ, có hai vợ chồng kia rất là thương yêu nhau và trong nhà đầm ấm, chưa bao giờ nghe tiếng cãi lộn. Một gia đình trẻ mà chưa có một lời qua lại nặng nhẹ khiến cho một số người cũng tò mò. Danh tiếng của họ cũng đủ để bay xa, khiến cho các nhà báo cũng mò tới. Hỏi anh chồng, vì sao mà vợ chồng anh sống hay quá vậy? Không có lời cãi qua lại. Người chồng kể, nhà của tôi trước khi lấy cô ấy về có nuôi một con chó. Mới rước cô ấy về đám cưới, con chó sủa rất là to. Cô ấy quay qua nhìn con chó lần thứ nhất. Mấy ngày sau cô ấy ở nhà của tôi rồi, con chó không biết có thương ghét gì với cô ta, nó vẫn sủa. Cô ta nói, nhìn con chó và nói lần thứ hai. Cô ta về nhà ngoại mấy ngày lên lại, con chó chạy ra ngoài cửa, ngoài ngõ và sủa, từ ngoài đó sủa vào. Cô ta nói lần thứ ba. Và buổi chiều hôm đó, con chó điên tiết sủa cô ta chuyện gì không biết. Cô ta quay qua đang ở nhà bếp và nói lần thứ tư, vung cái dao lên và đầu con chó, mình con chó làm hại. Ngay lúc đó, người chồng thấy một cái việc ác nhân ác nghĩa như vậy,
tâm vừa sợ hãi vừa giận dữ. Tại sao em ác độc vậy? Cô ta nhìn anh chồng và nói: lần thứ nhất. Có dám làm lần thứ hai không? Không. Từ đó là không bao giờ có lời cãi lộn. Chắc cú luôn. Đảm bảo. Để con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Đó là có hai vợ chồng nọ sống rất bình yên đến độ không có một lời nhỏ to qua lại. Tiếng tốt của họ đủ để vang xa, mời các nhà báo tới phỏng vấn người chồng: tại sao êm ấm như vậy? Người chồng nói: tôi có con chó trước khi lấy cô ta về. Sủa lần thứ nhất, cô ta nói lần thứ nhất. Lần thứ hai, cô ta nói lần thứ hai. Lần thứ ba cho đến lần thứ tư, cô ta nói và đầu mình con chó làm hai. Trong lúc đó người chồng vừa sợ vừa giận, nói: tại sao em ác độc? Cô ta quay qua người chồng nói lần thứ nhất. Quý vị còn cười nhiều giống như lần đầu con kể không? Không. Một câu chuyện vui ta không hai lần cười nhiều như vậy. Vậy tại sao một câu chuyện buồn làm cho nước mắt mình cứ rơi? Có. Ta không thích cười hai lần với một câu chuyện vui, nhưng ta có thể khóc cả một đời, hận cả một người suốt một đời với một câu chuyện buồn. Vậy là có cái gì đó sai sai ở đây á. Thấy cái tượng ở phía sau không? Hay là thấy cái chuông kia không? Mọi người nhìn cái chuông kìa, ở dưới lầu 1 mới nhìn được, xin lỗi. Thấy cái chuông ha? Nè thầy hỏi bạn. À, dạ thấy. Cái chuông đó theo bạn nghĩ nặng không? Dạ nặng. Nặng không nè? Mọi người nói to thử, nặng không? Mắc mớ gì tôi nói với mình mà nặng. Bao giờ mình bưng nó lên nó mới nặng. Nó mà nó nặng nãy giờ nó đè mình chết. Nó ở yên vậy đó, không nó nặng nhẹ anh chí. Quá khứ cứ qua rồi, tại sao mình đau khổ với nó? Khi nào mình đồng hóa với nó là tôi là ngày xưa ấy. Sự kiện là sự kiện, tại sao trong sự kiện có đau khổ? Bởi vì mình lấy cái sự kiện là cái chuông mình đè lên mình, mình muốn vác nó đi cả cuộc đời. Dạ muốn vác cái chuông lên không? Dạ không. Bởi vì mình biết nó sẽ đè mình chết. Vậy là có hai cách để bỏ đi. Một, biết nó sai, mình không có cười hai lần với một câu chuyện vui, mà mình buồn cả ngàn lần với một câu chuyện buồn. Đó là sai. Biết nó sai thì bỏ. Còn nếu không bỏ được, nó sẽ giúp mình bỏ bằng cách là cái chuông vác lên đi, nó sẽ đè mình chết. Đến khi mà mình gần chết, mình bỏ thì hơi uổng. Nhiều nỗi khổ do mình dây mơ rễ má, dính líu ôm ấp, triền phược với nó. Rồi lúc nào đó nó làm mình thở không nổi trong giấc mơ. Ăn cơm mà chan nước mắt, ngồi mà suy tư, sợ hãi, hận thù, buồn chán, lo nghĩ. Tại sao làm như vậy với tôi? Tại sao không làm như vậy với tôi? Tại sao tôi không làm? Tại sao tôi đã làm? Khổ đến một mức nào đó, giống như cái nắm tay này, nó miết lại thì nó làm sao? Nó rất là căng, muốn nó càng ngày càng căng lên thì cứ nắm, còn chịu không nổi rồi buồn. Vậy người trí không có đợi khổ rồi mới xả, mới buông, mà biết là nó sai, nó tà, kết quả không gì khác ngoài đau khổ. Cho nên ngay từ đầu không có dính
quá khứ còn đó, đừng có giác lên đi, thì nó có nặng cái ngàn cái chuông, không có đè mình được. Cảm ơn câu hỏi. Cảm ơn thầy.